Hi, minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn, những người hoa sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp của N4. Và trước khi vào ngữ pháp mới thì chúng ta cùng nhau xem qua một bức ảnh. Hey, konoe matetsu. Rồi, các bạn nhìn vào cái bức ảnh này thì các bạn thấy gì ta? Đúng rồi, một cái bạn nam đã đang gì ta? Đúng rồi, đang xin phép gì? Xin phép cái người phụ nữ này ở trong cái quán bar như thế nào ta? Ừ, xin phép là gì? Cho tôi ngồi đây có được không, đúng không các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái một cái mẫu ngữ pháp, đó là cho tôi làm cái gì đó, làm cái gì đó cho tôi làm về ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là tonari ni suwarasete kudasai. Tonari ni suwarasete kudasai là gì? Cho phép tôi ngồi đây có được không, ngồi bên cạnh có được không ha các bạn ha. Rồi, để hiểu rõ hơn cái mẫu cấu trúc này thì chúng ta cùng nhau đi qua phần cấu trúc của nó. Hey, rồi chúng ta sẽ có cái mẫu cấu trúc là sase te kudasai. Ý nghĩa của nó là gì các bạn? Đúng rồi, hãy cho tôi về. Thì hồi nãy mình có câu ví dụ là tonari ni suwarasete kudasai là hãy cho tôi ngồi bên cạnh, đúng không các bạn? Rồi, cách dùng của cái mẫu cấu trúc này là gì? Dùng khi yêu cầu ai đó gì? Thực hiện hành động nào đó các bạn ha. Rồi, sử dụng động từ sai khiến kết hợp với kudasai. Rồi các bạn nhớ cái chỗ này ha, sử dụng động từ thể sai khiến kết hợp với kudasai. Hay. Rồi, để hiểu rõ hơn nữa thì chúng ta cùng nhau đi qua cái phần ví dụ của nó. Rồi, các bạn nhìn thấy cái một bạn nam này như thế nào? Đúng rồi ha. Đây là gì? Ừ, trong lớp học thì các bạn nam này đang xin phép cô giáo mình đi đâu? Đúng rồi, tôi đế, đúng không các bạn? Thì mình sẽ có cái mẫu câu xin phép gì nào? So this này, thì chúng ta sẽ có là cái mẫu câu là sensei, tôi đế, ika, sete kudasai. Thì ikimasu chúng ta sẽ chuyển thành thể sai khiến, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ thành là gì? Ừ, ika sete kudasai. Sensei toire e ikasete kudasai. Ii desu ka? Hai, mou ichu yatte kudasai. Sensei toire e ikasete kudasai. Hai, rồi. Rồi, xem câu này mình dành sao? Ừ, cô ơi, gì? Hãy cho em đi toilet hoặc là gì? Cho em đi toilet, đúng không các bạn? Rồi, đúng rồi ha. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần luyện tập tiếp theo. Rồi, thì các bạn nhìn vào cái người phụ nữ này, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu như các bạn đã hiện lên ở trên này là gì? Shichaku. Are o shichaku sase te kudasai. Are o shichaku sase te kudasai. Shichaku do you mean desu ka? So desu ne. Các bạn, shichaku nghĩa là gì các bạn? Đúng rồi ha, có nghĩa là thử đồ là gì? Hãy cho tôi thử cái đồ đó, đúng không các bạn? Ừ, hãy cho tôi thử cái bộ kia. Are o shichaku sase te kudasai. Hai, mỗi chế độ thì kudasai. Hare o shichaku sase te kudasai. Hãy cho tôi thử cái bộ kia. Hai, thì desu ka? Rồi, rất là đơn giản đúng không các bạn? Thì chúng ta chỉ cần thêm thể sai khiến và chúng ta sẽ cộng cho kudasai. Desu ka? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu cấu trúc này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới. Và nếu bạn nào làm được 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Và các bạn hãy nhớ làm bài tập. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhịp ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata kodo negaishimasu.